Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng nguồn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp ạ. Khi mà sang tháng 6 này, chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Có nên chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép định đi vào vấn đề chính ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe ạ. À. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 240 triệu ạ. À. Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 1 tỷ 340 triệu ạ. À. Tức là phải cộng thêm là 100 triệu em nhé. Vậy thì chiếc xe này Santa Fe, máy dầu, máy xăng bản cao cấp này Năm nổi đang là 1 tỷ 512 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 455 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 469 triệu. Trả góp thì đang là 412 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 12% thì đang là 1 tỷ 493 triệu. Trả góp thì đang là 437 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 487 triệu. Trả góp thì đang là 430 triệu ạ à. Có một giá tốt hơn Hay khuyến mại như nào Tặng phụ kiện là sao Chí tiếp bài như nào Thì anh có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ à. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m785 Rộng là 1m90 Còn cao là 1m730 ạ à. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m765 còn khoảng sáng gầm xe đó là 18,5cm em nhá Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ còn đây giới thiệu cho em về phần mặt lưới cái lăng Mặt lưới cái lăng của nó thì nó phiên, phiên bản 2021 này nó đã to hơn Thể thao hơn, sang trọng hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều em nhá Nó xin suốt giữa hai cụm đèn mình chạy sang trái và bên phải luôn đấy ạ Nhìn rất là cùng một khối em nhá Và đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này Cụm đèn của nó sẽ là đèn full LED cả đèn cốt hay đèn phai em nhá Phiên bản mốt này nó thêm được cho nó chính là thêm một đèn, đèn 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 hỗ trợ sáng đấy em nhá còn đây giả đến bắt ngày này Thiết kế nhìn rất sang trọng ạ Về phần cản trước thì chiếc xe này có Thiết kế nhìn trông nó thể tha hơn anh em nhé Đói, và tích hợp trên đấy xe nó có cảm biến nùi chứ nó có cảm biến góc trước 4 mắt anh em nhé Còn đây là camera 360 độ đi ạ Phiên bản 71 này thì nó tích hợp thêm là camera 360 độ anh em nhé Còn đây giới thiệu cho em về phần sườn xe Phần sườn xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản này thì nó dập đổi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nó cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn và sang trọng hơn rất là nhiều đấy ạ còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe Bánh xe của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp này Nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm Màu bạc xám ạ, à. vành 19 anh em nhá Tích hợp trên đấy sẽ là có uh, Phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD Và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Và rất nhiều tính an toàn em xin phép cuối video giới thiệu cho em ạ Còn đây giới thiệu cho em về phần gương này Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe Thích hợp trên đấy sẽ là có xi nha trên gương bằng đèn nét nhá Và ngoài ra thích hợp thêm đó chính là có camera 360 độ đấy ạ đó, Rất là tuyệt vời đúng không ạ đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần tay nắm cửa Tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa mạ chrome Phần phía trên anh nhé Phần phía dưới thì sẽ là cùng màu thân xe thiết hợp trên đấy sẽ là có nút bấm Đó chính là chìa khóa thông minh đấy ạ Tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa đấy ạ Đó. Ok tiếp theo sẽ giới thiệu cho em về phần trần xe này Trần xe của chiếc xe Santa Fe V71 này Nó sẽ là có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama này Giá lóc hai thanh và có anten là anten vây cá rồi em nhé Và đèn báo phanh trên cao đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho em về phần đuôi xe Phần đuôi xe của chiếc xe Santa Fe phiên 71 này thì nó cũng được dầm nổi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và sang trọng ạ Đặc biệt đó chính là phần cản sau nhé Cản sau nó nhìn cho vuốt nó sẽ được gọn gàng hơn, tinh tế hơn anh em ạ Ở đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này Cụm đèn sau của chiếc xe Santa Fe phiên 71 này nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe Thiết kế nhìn giống hình chữ T, cảm giác nó rất là sang trọng đi ạ Đó, nó ra sử dụng là đèn nét anh em nhé còn đây giới thiệu cho em về phần cản sau này cản sau của chiếc xe này nó vuốt nhìn trông nó sẽ được sang trọng hơn ạ à. và thay các thanh nẹp chrome và nó thì camera camera này nổi đây em nhá thích hợp nữa đó chính là có cảm biến nổi ạ à. rồi xong mở cốp đây ạ cốp chiếc xe này sử dụng cốp điện thông minh em nhá cốp điện thông minh đi ạ à. đây hàng ghế thứ ba của nó thì anh em ngồi rất là rộng rãi em nhá rất là rộng rãi đi ạ à. đó không phải là quá chật như anh em có tưởng tượng đâu đó ạ đó. À về cốp sau thì chiếc xe này nó cũng phải không phải cốp quá rộng đâu em nhá đó cũng phải quá rộng đâu rồi em giới thiệu cho em về mức thao nhiên liệu ạ. Mức thao nhiên liệu của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp này thì ở trong đô thị đang 12,28, ngoài đô thị đang là 7,53 7, cái đọc trung bình chỉ có 9,27 thôi em nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe động cơ 2.5 đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về nội thất này. Nội thất của chiếc xe Santa Fe phiên bản này nó khá là giống phiên bản 20. Đó trên nội thất màu lâu, cái màu đen tạo không gian rất là sang trọng ạ. Nhưng sự thay đổi đặc biệt nhất nó đó, đó chính là phần trung tâm điều khiển trung tâm em nhé. Đó là vàng sử dụng các nút bấm rất là tiện nghi đấy ạ Còn đây giới thiệu cho em về phần ghế này Ghế con đang sang là ghế da màu nâu Được bọc ra, sờ rất mềm mại em nha Rất mềm mại đấy ạ Và ngoài ra ghế rất được chỉnh điện 10 hướng nha em ạ Đó Còn đây trên giới thiệu cho em về phần vô lăng này Vô lăng sang là vô lăng ba chấu Được bọc da sờ rất mềm mại ạ Thích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại rảnh tay này Điều chỉnh âm lượng này Cô con trôn Giữ làn đường xe Và túi khí thì bàn này sẽ có 6 túi khí em anh em nhá. Đó đây là cái nút về con trôn này Đó có đây giới thiệu cho em về bên cánh cửa này, bên cánh cửa của chiếc xe Santa Fe phiên 71 này thì uh, máy bản uh, cao cấp thì nó vẫn là sử dụng đó chính là uh, ghế nhớ ghế vị trí hai vị trí em nhé Còn đây giới thiệu cho em về phần uh, các nút bấm trên cánh cửa này, nó sẽ là cục gương này, lên cương sung kính bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt an toàn trẻ em anh em nhé Còn đây giới thiệu cho em về sang về hàng ghế thứ hai ạ. Giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Santa Fe phiên bản 71 này thì nó giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là ghế sang là ghế da màu nâu. Đấy, da màu nâu em nhá. Nhìn rất là sang trọng đấy, hàng ghế thứ ba thì nó gặp được 60 40 phải gặp phẳng luôn em nhá. Tạo ra sàn rất là phẳng đấy ạ. Còn đây thì hàng ghế thứ hai tích hợp thêm đó chính là thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai và hai cổng sạc điện thoại đấy ạ. Ok, giờ để em đi sâu về bên trong để giới thiệu cho em ạ. Đây giới thiệu đầu tiên giới thiệu cho em về phần uh, màn hình giải trí này, màn hình phiên bản mốt này nó sử dụng màn hình nó là 12,25 inch nhá. Nó sẽ to hơn, sang trọng hơn, có kết nối thêm được nó là Apple CarPlay em ạ. Ở trước nó chỉ có là auto Android thôi, giờ thêm được Apple CarPlay em nhá. Đó. còn đây xin giới thiệu cho em về phần uh, bảng điều khiển trung tâm này nó rất là sự thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên sẽ là giới thiệu cho em về hệ thống uh, điều hòa, điều hòa có sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập em nhá. Đó. còn dưới dưới này em giới thiệu cho em về phần uh, sự thay đổi lớn nhất đó chính là phần hộp số nhé chuyển ra về phần hộp số cần số cơ bản chuyển về là các nút bấm rồi em nhá rất là tiện lợi đấy ạ à. rất là tiện lợi anh em nhá ngoài ra thì các cái nút vặn này đó chính là các cái chế độ là đi anh anh em ạ đó có đây phía dưới này giới thiệu cho em là đó chính là có cổng sạc điện thoại này có sạc thông minh iq em nhá còn cái hộp này đó chính là hộp để tàn thuốc nà đấy ạ à. hộp tựa tay trung tâm thì khá là to to bản anh em nhá Giờ sẽ quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp này thì chiếc xe này thì uh, thiết kế nó rất là thể thao, sang trọng và rất là lịch lãm em nhá Phiên bản này thì chắc chắn không thể anh em nào chê trách nó nó được bởi vì sự tiện nghi nó mang lại ạ. Em nào, em đánh giá rất là tuyệt vời đấy ạ. Ok, tiếp theo sang phần động cơ giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp có gì không? Em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đây giới thiệu cho em về động cơ nhé Động cơ của phiên bản mốt này sử dụng là động cơ Smart Dream Giúp cho khối lượng động cơ nó nhẹ đi Giúp cho chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn ạ Với công suất cực đại nó đang là 180 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 232 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút em nhé Còn dung tích bình nhiên liệu nó đang là 71 lít ạ Đó rất là tiết kiệm nhiên liệu em nhé So với... Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết hơn này, đó chính là cái màu xanh này, đó chính là nước rửa kính ạ. Còn đây là nước làm mát em nhá Động cơ 4 xi lanh thẳng hàng đấy ạ. À, còn đây là cổ hốt để lên rất là cao rồi ạ còn ác quy của nó ác quy rất là to sử dụng ác quy khôi nhá còn màu vàng này đó chính là dầu phanh đi ạ rồi sẽ quay cho em về tổng thể về động cơ này ok tiếp theo giới thiệu cho em về tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp phiên bản 21 này có gì không ạ đây giới thiệu cho em về tổng thể nhá về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp phiên bản 21 này có gì em sẽ phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên nó sẽ có các cái tính năng an toàn cơ bản như sau, nó có camera lùi này, cả biến lùi này, cả bên trước này, cả biến sau này, hệ thống phanh abs này, phân bố được phanh điện tử ld này, hỗ trợ phanh khẩn cấp ba, kiểm soát uh, uh, ổn định thân xe, cân bằng điện tử xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, uh, kiểm soát được kéo, uh, phiên bản uh, máy xăng bản cao cấp như giống như máy dầu và cao cấp nó có cái chế độ như là gương chống chói tự động này, hỗ trợ Ờ, phòng tránh va chạm phía trước em nhá, hoặc là lùi xe đi ạ. Đấy, cảnh báo hàng ghế phía sau này, hỗ trợ va chạm và người đi bộ ạ. Ghế an toàn khóa an toàn thông minh này, auto hold này, phanh tay điện tử đi ạ. Ngoài ra có là hỗ trợ tránh va chạm điểm mù em nhá. và đèn pha thích ứng này. À, camera 360 độ này, hỗ trợ giữ làn đường em nhá. Điểm mù hiển thị điểm mù trên màn hình hiển thị đa thông tin đấy ạ ma hóa chống trộm số tư khí thì bản này sẽ có 6 tư khí em nhé về phần màu sắc xe thì chiếc xe này có rất nhiều màu cho em lựa chọn nhưng mà nó không sự thay đổi quá nhiều như là màu xanh màu trắng màu đỏ màu đen màu vàng cát ạ. ok vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng đơn bánh và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp rất là chi tiết cụ thể rồi vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau để cho sư lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn anh em mà muốn được uh, review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường Việt nam thì mới comment phía dưới cho em nhá để em sẽ lên cho em các chi tiết cụ thể cho em ạ ok xin phép em sẽ dừng video ở đây chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ